do máy nó hoạt động. Rồi bây giờ đây nói nè, trước tiên mình vào phần cứng của mình trước. Cái phần cứng của mình á, thì hồi nãy thầy nói là bài cao cơ là cái phần thiết kế phần cứng bên trong của nó thiết lập sẵn, đúng không nè? Và cái chân mặc định, cái chân của cao tơ không á, đó là chân RA4. Em phải nối cái xung vào cái chân này. Có nghĩa là thầy ở đây thì mô phỏng này dùng một cái xung nào đó ngẫu nhiên thôi. Còn nếu mà thực tế là gì, chỗ này là gắn cái gì các em? Gắn cái gì? Gắn cảm biến, gắn cái gì? Đúng không? Mình muốn đọc xung vô được thì phải có cảm biến ở đây mới đọc xung vô được. Được không? Thì cái xung này nào mô phỏng mình lấy ở đâu? Lấy ở đây nè. Cái mũi tên này nè. À, và nó cái chữ DC clock nè, là xung đồng hồ của mình nè. Mình đặt ra ngoài. Sau đó mình nối vô cái chân R4 của mình. Đó. Rồi bây giờ em muốn chỉnh thay đổi được cái tốc độ xung trong đây cũng được. Mình cần click up lên thay đổi này, thì đây nó có là frequency là mình chọn bao nhiêu hertz. Thì ở đây mình cứ để mặc định là 1, còn muốn nhanh hơn thì 2 hertz, 3 hertz, 4 hertz gì tùy các em. Được không? Thì cứ để mặc định nó vậy. Rồi, sau khi phần cứng mình thiết kế như vậy chỉ có thêm cho đó thôi, không có khác gì bữa đầu hết. Ha. Bây giờ mình sẽ qua lập trình như thế nào. Lập trình á thì các em sẽ thấy là gì? Trong thầy sẽ tạo cái project khác. Cái project này nó hỗ trợ khá là tương đối khá là nhiều các em. Hôm nay là bài tập 5. Thì thường là 1, 2, 3, 4 gì đó là bữa thứ hai. Còn 5, 6, 7 là 5, 6, 7 là bữa thứ tư. Thì hôm bữa bài thứ bài hôm từng rồi á, thì em thầy cũng đã up toàn bộ những cái gì của từng rồi luôn rồi. Không biết các em có đào về hay không. Thì thật ra là các em sẽ gặp một số vấn đề khi đào, đúng không? Thì chịu khó, mình là em not robot chứ không phải là robot. Chịu khó đọc cái đó rồi mình check vô chút xíu, làm cho nó được. Chắc chắn là các em sẽ đau được. Chút xíu này thì sẽ chỉ cho các em đau lần nữa. Hả? Ừ, chờ em 3 giây rồi mình get link thôi. Để làm gì, cái đó là duy trì của web thì em không làm điều đó thì web thì nó sụp sớm. Nó không có, không được duy trì nữa. Mình không có up lên nhiều được. Rồi bây giờ về đi. Tập trung vô đây. À, chọn lại con biết. Biết gì ta? Rồi không biết. Tại vì thầy quan thầy thấy rồi, thì đang quay video á, nên nó không được, máy nó không được chạy nhanh, chậm cho lắm. Máy nó chạy khá nhanh. Máy lắm. Máy thầy nó cũng mới nên nó chạy kiểu vậy á. Còn mấy em mua xài máy cũ thì chạy bình thường. Thấy không? Mới có 7-8 năm gì à. Máy này mới có 7 năm mà. Rồi. Ở đây thì bây giờ thầy sẽ xài con cái 8M. 8M nhà chuối. Cái chỗ này á, chút xíu nữa bài counter thì nó không ảnh hưởng. Nhưng mà bài timer á, đây là một trong những phần tử để mình tính toán. Đây là một trong những phần tử mình tính toán. 4M, 8M hay gì gì đó thì làm ơn khai báo bao nhiêu giờ chính xác bao nhiêu. Nếu không muốn nó chạy được, muốn mà nó chạy được ha. Rồi, LCD thì giờ thì tạm thời cho nó đơn giản là cho nó hiển thị LCD thì check LCD còn này đó, copy cái chân là được rồi. Thì ở đây các em thấy là gì? Nó sẽ có cái timer nè. Được không? Trong cái timer này nó là đại diện cho counter luôn. Thì mình sẽ chọn là sử dụng cái timer không. Ở đây nó có những chức năng nè. Timer, cái internal này là, nếu mình để internal này là mình sử dụng timer nè. Được không? Còn nếu mà mình chọn một trong hai cái dưới á, thì nó là counter. Là counter đó mình đếm xung cạnh lên hay cạnh xuống thôi. Low to high là từ thấp lên cao là cạnh lên, hay là từ high to low là từ cao xuống thấp là cạnh xuống. Được không? Rồi thì chọn là từ thấp lên cao. Rồi như vậy thôi, đủ rồi, không cần làm gì hết nha. Rồi khi mà nó tạo ra như vậy, nó sẽ có cho các em một cái dòng lệnh. Hồi nãy thì cho các em xem trong cái ví dụ của thầy á, có cần phải giải thích lại nữa không? Cái này là chọn đại diện cho cái bit T0 set á, là cái bit chọn timer hay là counter á.
Được không? Cái này đại diện cho cái tỷ lệ chia á, cái tỷ lệ chia của mình á là tỷ lệ chia 1:1. Cái chữ này viết tắt là chữ divide nè, divide là chia ha. Và bộ nhớ tối đa của mình là 8 bit. Cái bộ nhớ có tham mơ không, cao tới không thì nó lưu được 8 bit thôi. Rồi bây giờ thầy sẽ mở cái code mà nó có cái LCD thì copy cho nhanh. Thầy rất là thích copy nhưng mà không thể copy chính xác chỗ nào nha các em. Nè, copy là nó để trên cái LCD này nè, em để dưới nó đi thì sẽ thấy là nó chạy hay không liền. Được chưa? Rồi thầy copy luôn cái này. Cái này hiểu không này? Cái này nè, em còn nhớ hay em đã quên? Em còn nhớ hay em đã quên? Rồi đếm, nó sẽ chia tách cái số ra đúng không? Vậy bây giờ mình cần cái miếng đếm, khai báo cái miếng đếm, int đếm. Rồi miếng đếm. À bây giờ á, biếng đếm mình á là đếm cái gì? Thì hồi nãy thì nói là đếm cái số sum của mình đúng không nè? Đếm số sum như vậy là nãy mình cái câu lệnh này là thiết lập được cái trạng thái của timer, cái counter hoạt động rồi. Bây giờ giờ đếm số sum đếm làm sao, mình lấy làm sao? Nó chỉ cần đếm bằng với lại get timer không. Cái hàm nè, cái hàm get timer không nè có tác dụng là gì? Cái hàm này có tác dụng là gì? Thì cái tác dụng của nó thật ra là cái tác dụng của nó là lấy cái giá trị từ đây ra nè các em. Nó lưu vô TRM0 nè. Thì khi mình muốn lấy giá trị từ cái chỗ mình chứa ra thì mình chỉ cần get nó ra. Được không? Được không? Và thêm một lệnh mà các em cần phải biết á là hồi nãy thì cũng nói rồi luôn, mà trên đây mình sẽ làm lại nè, set timer. Set timer nó khác với set lock nha các em. Đây nè. Set timer nó khác với set lock. Setup á là cài đặt, còn set á là gán cái giá trị luôn, là đặt cái giá trị luôn. Được không? Set cái timer của mình á có giá trị là bao nhiêu thì mình bỏ giá trị vô. Set timer 0 có giá trị là 0. Thì cái này ý nghĩa là gì? Cái ý nghĩa này á nó có nghĩa là khi mà ban đầu á, khi mà cài đặt á thì cái giá trị timer này nè thì cho bằng 0. Thì không cho nó chạy bằng gì hết thì cho nó bằng không, được không? Rồi mình biên dịch thử. Cái giá trị này nè, nó sẽ tương ứng với gì các em? Ví dụ như các em sẽ có một cái hộp để đựng phấn đi. Bây giờ các em muốn đựng đếm chính xác cái số viên phấn đi, đúng không? Muốn đếm chính xác được số viên phấn thì làm ơn phải đổ ra hết. Đổ tất cả ra thì mới đếm từng viên one by one được. Thì cái lệnh này nó có tác dụng là gì? Đặt cái giá trị, đặt giá trị ban đầu. Mà giá trị ban đầu tự nhiên bằng nhiêu? Không nè, được không? Không là giá trị đặc phân, hay là mình ghi không ít không không cũng được, thì cũng giống vậy thôi, được không? Đó. Rồi chương trình mình nó như vậy nè, coi nó hoạt động được hay không. Bài 5 đúng không? 5. Đó, cái xung mình nó hoạt động đếm thì trên đây nó sẽ đọc cái xung được. Bây giờ thì ví dụ thì sẽ tăng cái tốc độ xung mình lên cho nó chạy nhanh lên, coi khoảng 5 hẹt kìa. 5 hẹt có chạy nhanh không? 1 hẹt chạy lâu quá, chờ không thấy gì hết. Thấy không em? Đó là xung mình nó đọc vô, đọc vô nó đơn giản vậy, không có gì khó, không có gì phức tạp cả. Không có gì phức tạp vì quá phức tạp hả? Rồi mở bài, đây là thì sẽ ghi bài tập cho các em làm. Ủa sao nằm đâu ta? À đây. Rồi ngày 2 thì bài 1 của mình á, bây giờ các em sẽ làm
là giống như thầy khởi tạo cái cao tư không, đếm cái xung từ cái chân đó hiển thị ra một LCD thì đã hiểu nào rồi. Bây giờ hiển thị luôn lên led để đoạn luôn ha. Bài 1, bạn nào làm xong bài này nghỉ xong bài này á thì hãy ôn lại cái phần đầu là nút nhấn, kết hợp với nút nhấn vô để chút xíu là mình làm kiểm tra nó tương tự vậy thôi, sửa lại chút xíu nó không giống bài đó đâu. Thì quan trọng bây giờ phải làm cho nó chạy được cái đã, được không? Thế là kiểm tra dài dưới đây không? Chút xíu nữa mình làm. Được chưa? Giờ các em làm cái này trước đi. Giá trị đặt lớn hơn counter. À, cái này là counter, còn này là đây bài số 2 là đặt cái giá trị up down để so sánh counter và counter. Được. Đặt giá trị đó. Hả? Lạnh quá hả? Ở cái này lạnh không? Làm gì? Làm gì? Làm gì?